Đào Duy xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, hẳn trong chúng ta, không ít người thường dựa vào tem mác và mã vạch trên các sản phẩm khi chọn mua hàng vì tin rằng đó là hàng chính hãng và có nguồn gốc rõ ràng cũng như đã qua kiểm định, phải không ạ? Thế nhưng, đánh vào tâm lý này thì nhiều gian thương đã hô biến hàng giả thành hàng thật bằng cách là in nhái tem mác và dán vào sản phẩm, sau đó bán ra thị trường. Thủ đoạn lừa bịp khách hàng được thực hiện như thế nào và ai đang bán những sản phẩm như vậy? Đó là nội dung của chương trình Thương trường Muôn Mặt với chủ đề Thị trường tem giả và mã vạch nhái mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Để chứng minh nguồn gốc, khẳng định chất lượng và thương hiệu của sản phẩm, nhà sản xuất thường dán hoặc in tem, mã vạch lên bao bì hàng hóa, sản phẩm của mình. Đặc biệt là với các mặt hàng xuất nhập khẩu thì tem sản phẩm, mã vạch và cả tem chống giả là một dấu hiệu nhận biết không thể thiếu. Tuy nhiên, hiện nay tem mác, nhãn dán hay mã vạch lại có thể mua bán rất dễ dàng. Cái tem trái cây thì bây giờ thật sự nó nhiều lắm, nó tràn lan. Tem gì em muốn ra ngoài chợ lớn đều có tất cả các loại tem, cho nên chị không tin tưởng. Giờ đây, người tiêu dùng chỉ cần nhìn thấy tem mã vạch của sản phẩm thì vô tư cho rằng đấy là chính hãng, hàng nhập, hàng chất lượng. Đánh vào tâm lý này, nhiều gian thương đã đánh lận con đen bằng cách in nhái, làm giả tem để phù phép hàng giả thành hàng thật. Và đã có không ít nạn nhân mắc bẫy gian thương. Mới tập tành sử dụng mỹ phẩm, chị Trúc không dám đặt mua trên mạng vì sợ mua phải hàng kém chất lượng. Để yên tâm, chị chọn cách tự mình đi đến shop mỹ phẩm để tìm mua một sản phẩm phù hợp và an toàn. Bên chị là nhiều loại lắm, bên hàng của chị là hàng nhập không à. Đây chị thấy có loại này phù hợp với da mặt của em nè. À chị ơi, tại vì nào giờ em chưa dùng thử sản phẩm á, cho nên em muốn mua hàng nào chất lượng á chị. À, em yên tâm đi, hàng bên chị là hàng nhập không à. Trong lúc chị còn phân vân lưỡng lự, chưa tìm được mẫu hàng ưng ý, thì chủ shop đã nhiệt tình tư vấn. Chị ơi, em muốn dùng thử sản phẩm được không chị? Mỹ phẩm bên chị thì nó niêm phong hết rồi, cho nên chị không thể mở cho em coi được. Thấy chị Trúc còn phân vân, người chủ shop như đoán được ý nghĩa của khách, nên liền mách nước cách xác định chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng. Nhưng mà bây giờ nó có cái này nè, hay lắm là em có điện thoại á, rồi em lấy ra em quét mã vạch đây nè, thì là thông tin trên sản phẩm sẽ có đầy đủ cho em đọc, rồi em sẽ hiểu hơn về các bạn cái mỹ phẩm này. Vậy để em quét thử nha chị. Đó nè, hàng chị hàng bảo đảm cho nên chị đâu có sợ, cứ quét thoải mái. Nhờ phần mềm quét mã vạch cho ra đầy đủ các thông tin về sản phẩm, chị Trúc hoàn toàn tin tưởng và quyết định mua sản phẩm về dùng. Chị đảm bảo với em xài trong vòng một tuần thì da em sẽ cải thiện, nó sẽ bớt mụn rồi nó bớt tối màu đi. Vậy thôi, em lấy cái mẫu này nha chị, em thử. Háo hức và hộp phấn, vừa để trang điểm, vừa dưỡng da mới mua được. Vừa đến nhà, chị Trúc liền mở ra xem và dùng. Thế nhưng cảm xúc háo hức bỗng tắt ngúm khi chị nhìn thấy hộp phấn có một lớp bột màu xám khá bất thường. Alo mày hả? Mày gần về mỹ phẩm á, mày qua mày tư vấn giúp tao cái này nha. Cho đến khi cô bạn thân đến nhà và giải đáp thắc mắc, chị Trúc mới nhận ra mọi chuyện. Coi sao mà tao mua vậy nó đóng bột quá. Mà mày mua này bao nhiêu? Tao mua 450 lận. Trời ơi, mày bị lừa rồi. Thời buổi này ai đi tin mã vạch nữa, nó làm giả đầy luôn á. Sẵn cái laptop đây á, tao chỉ mày luôn. Mày coi giùm tao. Nè, mày vào cái trang 9wrcost.com, nó sẽ có một cái khung cho mày tạo văn bản, tên công ty, số điện thoại và địa chỉ. Sau đó mày lít vô cái khung tạo mã, nó sẽ có một cái mã như thế này. Thấy chưa, nó không ra tên đó. Trời, vậy là tao đã bị lừa rồi á hả? Chứ sao nữa, bữa sau á hà, đừng có ham mà hàng ngoại mà mua trong tốn tiền rồi mang họa vô thân. Mã này á, mày cũng đừng có xài nha, hư da. Đồ giả không mà. Dùng phần mềm quét mã vạch để tra thông tin sản phẩm là thói quen của không ít người. Thế nhưng, thói quen này giờ đây dường như không còn mấy hiệu nghiệm bởi việc làm giả tem hay mã vạch đã quá dễ dàng. Để tìm hiểu về giá cả và cách thức mua bán, tiêu thụ tem cũng như mã vạch giả, phóng viên của chương trình Thương trường Muôn Mặt đã thâm nhập thực tế và có được câu trả lời qua phóng sự điều tra ngay sau đây. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Tờ mờ sáng tại chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên chương trình đã tiếp cận sạp trái cây của một tiểu thương. Khi chúng tôi dò hỏi về nguồn gốc của táo thì người phụ nữ này khẳng định chắc nịch rằng loại táo mình đang bán là táo Mỹ. Điều riêng hả?
Táo này táo gì chị? Táo Mỹ anh ơi, 35.000. 35.000 ký hả? Dạ. Sao bán vậy giờ không đậu. Tuy nhiên trên những quả táo này lại dán tem nhãn của New Zealand. Tem nhãn trên sản phẩm một đằng, nhưng xuất xứ theo người bán là một nẻo, cộng với giá thành sản phẩm khá rẻ. Phải chăng những chiếc tem trên quả táo là tem giả để lừa gạt người tiêu dùng? Và những chiếc tem giả này được thực hiện như thế nào? Để đi tìm câu trả lời, phóng viên đã tìm đến những tiệm in trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai là những người in tem trái cây, thì ngay lập tức được chủ tiệm chào hàng bằng những mẫu tem có sẵn với đủ màu sắc, kích cỡ và chất liệu khác nhau. Ngoài tem in sẵn, các tiệm in còn nhận dịch vụ thiết kế tem theo đúng yêu cầu của khách hàng. Về tụi em không có mẫu, bên mình có thiết kế dần luôn không? Thường là thiết kế là trong khoảng bao lâu thì em đưa mẫu thì không bao lâu. Một ngày là tụi em quay lại lấy được cái tem đi. Không, một ngày là xong pha thiết kế thì là nhiều pha thiết kế thì ngày hôm sau mới có. Rồi em thứ năm có một hai ngày. Ở mỗi tiệm in thì mức giá cho tem cũng có sự chênh lệch, nhưng điểm tương đồng là khi khách in số lượng càng lớn thì giá càng rẻ. Còn cái này là in lên, cái này là in ví dụ như một màu thôi, chứ không có nhiều màu. Ví dụ như in một màu là bao nhiêu tiền chị? Cứ ví dụ là 10.000 đi, ví dụ là 10.000 đi. 10.000 đi. 500.000. Nhưng mà nó màu nhiều quá, là ví dụ cây táo mà nó có màu, cây táo nó có màu. Cái đó em không có in được 10.000 đâu, em phải lên số lượng là 100.000. Thì giá là phải bao nhiêu chứ? Có thứ như vậy thì lớn không? Dạ, như vậy rồi. 100.000, 3.000. Đến một cửa hàng in khác cũng thuộc khu vực quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên chương trình cũng được người bán tận tình tư vấn về khâu thiết kế, lựa chọn chất liệu. Khi phóng viên lấy một mẫu tem được dán lên loại táo có thương hiệu trên thị trường và yêu cầu in tem nhái lại nhãn hàng này, thì ngay lập tức được chủ tiệm đồng ý. Là mẫu nào mình cũng thiết kế theo được hết hả chị? Chị coi cho mấy hai mẫu nè, y chang luôn được không chị? Giống luôn. Y chang luôn á nha, màu rồi chữ rồi luôn á nha. Có nghĩa là tùy máy đó, cái màu nó như đúng rồi, do máy thì nói chung mình nhìn sơ qua mình không có phân biệt được. Là chị có cần giữ lại cái tem không? Có. Vậy hả? Tại cái này là cái nhãn cái tem này là quen trên mạng lắm, mà cái nhãn táo trên mạng á, cho nên là mình lên chả mình lấy hình cũng được không, dễ hơn. Kèm lấy cái mạng thì mình lấy nét thôi chứ đâu chuẩn được. Là mình làm y như cái nhãn thiệt luôn ha. Dạ. Khoảng 3-4 ngàn vậy thì chị tính giùm em cái giá nó khoảng mức bao nhiêu? Dạ. 300 đồng. Hôm mai mốt em in này xong rồi em in nhiều có bớt không chị? Bớt chứ. Dạ. Có gì là mẫu em ghé coi. Dạ dạ. Em coi mẫu xong thì có chừng 3 ngày sau có. Là có. Như đã hẹn, sau 3 ngày phóng viên đã quay lại cửa hàng nọ để lấy tem. Chúng tôi khá bất ngờ về độ giống nhau giữa tem giả và tem thật. Đây là hình ảnh của những chiếc tem được lấy về từ tiệm in với hình thức kiểu dáng y như tem thật. Chúng tôi gỡ mẫu tem vừa in và dán vào một quả táo để tiến hành so sánh. Nếu quan sát sơ qua hai quả táo này, ắt hẳn chúng ta khó có thể phân biệt được quả nào dán tem thật, quả nào dán tem giả, vì chúng gần như là giống nhau đến 95%. Bên trái màn hình là quả táo chúng tôi mua về từ siêu thị và được dán nhãn thật. Bên phải màn hình là quả táo mà chúng tôi vừa dùng tem in giả dán lên. Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy tem thật có màu nền hơi sậm, còn tem giả thì màu nhạt hơn. Phần tên nhãn hàng của tem thật được in cân đối và nằm ở chính giữa, còn của tem giả thì hơi lệch một ít về phía bên phải. Về bề mặt của tem thật thì độ bóng ít, dễ bị trầy khi cào. Trong khi đó thì tem giả lại nhẵn hơn về bề mặt và không bị trầy xước khi cào. Xét về độ dính của keo thì tem thật dính tốt hơn, khó bị bong tróc, còn tem giả thì độ dính ở phía diện kém hơn so với tem thật. Tuy nhiên, việc đậm nhạt hay chất liệu giấy in đều có thể điều chỉnh trong quá trình in và tùy vào loại máy in. Do vậy, chỉ cần với thủ thuật treo đầu dê bán thịt chó này thì các gian thương dễ dàng đánh tráo, dán nhãn cho các mặt hàng trái cây trôi nổi, kém chất lượng thành hàng nhập khẩu uy tín như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand. Trong khi đó, người tiêu dùng thì vẫn ngây thơ và đinh ninh cho rằng đó là hàng nhập khẩu vì có tem ngoại hẳn hoi. Bên cạnh tem mát dán lên trái cây nhập khẩu thì tem chống giả cũng được các tiệm in sẵn sàng sao y bản chính và in theo yêu cầu của khách hàng. Những loại tem chống giả ở đây rất đa dạng, không giới hạn số lượng, kích thước, từ tem chống giả loại 7 màu đến các loại tem bảo hành và kể cả các tem chống giả, tem nhập khẩu của Bộ Công an. Theo lời của chủ tiệm in này, với loại tem chống giả 7 màu thì chỉ cần in số lượng 30.000 tem trở lên, tức tầm 330 đồng một tem, thì chất lượng sẽ đảm bảo.
máy móc sẽ không soi hay phát hiện được đây là loại tem giả. Một con đang có tem chống giả nhưng mà em phải có giấy phép nha mấy anh được. Dạ hả? Mấy cái này soi được không? Có cái kiểu mà soi mà chống giả là cái này cái tem của mình soi. Cái tem đó phải 30.000 con. 30.000 con cho lên cái soi được. Là cái soi là nó mới ra cái giả chống giả đúng không? À, nếu như mà em in 30.000 đó là giá bao nhiêu? 330 đồng một con. Dịch vụ in tem này cũng dễ dàng được tìm thấy rất nhiều trên Internet. Theo số điện thoại của những trang web quảng cáo này, phóng viên liên hệ đến một cơ sở để thực hiện dịch vụ in tem chống giả. Khi phóng viên hỏi về dịch vụ này, thì chủ cơ sở yêu cầu phải có giấy phép do cơ quan chức năng cấp mới được tiến hành in. Tuy nhiên, sau một thời gian thương lượng, thì người chủ cơ sở đồng ý in loại tem này với kiểu dáng, hình dạng, màu sắc như tem của Bộ Công an. Nhưng chỉ cần không có dòng chữ Bộ Công an là được. Dạ, alo, cho em hỏi là bên mình có phải chỗ in không ạ? À? In tem chống hàng giả em ạ. À. In cái dạng của em thì nó cũng tương đối là đơn giản đó chị. Chỉ cần có chữ là tem chống giả Bộ Công an với cái tên của cái chỗ của em là được rồi chị. Bên em có giấy phép đăng ký kinh doanh chưa? Em bán hàng online ở trên mạng thì nó không có đăng ký. Bán hàng online thì em sẽ in cái tem chống hàng giả mà không có chữ Bộ Công an. Nhưng mà trên con tem nó không có chữ Bộ Công an nha. Bỏ chữ Bộ Công an nè. Dạ. Cái dạng nó giống như Bộ Công an in thì chỉ in cho em khoảng 15 ngày. In như vậy thì tem Bộ Công an khoảng 20-25 ngày. Em muốn anh số lượng khoảng bao nhiêu cái? Nếu như mà khoảng 10.000 trở lên á chị thì là giá khoảng chị tính bao nhiêu cho em? 10.000 trở lên là 550 đồng một cái thôi em. Tiếp tục đóng vai làm người buôn hàng online, phóng viên chương trình liên hệ với một cửa hàng in trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chủ cửa hàng không ngần ngại cho biết nhận in mọi loại tem chống giả, tem nhập khẩu theo yêu cầu của khách. Chỉ sau khi đặt hàng vài ngày, những chiếc tem giả sẽ được ra lò kèm với lời cam đoan là giống thật đến 90%. Nếu như mà mình để cho tem chống giả lên luôn á được không? Mình được. Thế thiết kế mình để chứ gì để mình để. Dạ. Mình để màu với tem giả thôi. Dạ. Ở trên mình để. Mình làm theo cái mẫu cái dạng mà của Bộ Công an cái dạng mà nhập khẩu á, tại vì bên khách con nó hay đòi cái mẫu đó, mà tại mình xách tay về thì mình không có, mình không phải là cái. Nhưng mà thấy mới được. Lớn. Thấy mới được. Dạ. Cái đó thì khoảng 300 đồng một con. 300 đồng một con. Dạ thì con đem cái mẫu của được, cái tem đó thì chú design lại thiết kế giùm con ha. Đúng rồi. Cái tem này để thiết kế lại cho con rồi. Dạ dạ. Thì cái đó là in. Cái trang luôn được chú. Được. In như vậy là khoảng bao nhiêu lâu là tụi con có hàng, có cái tem được? 3 ngày. 3 ngày là tụi con có. Thường thì khi đi mua mỹ phẩm á, thì mình cũng hay xem một số cái mã vạch ở trên đó và mình có sử dụng một vài cái phần mềm check mã vạch để mình check thử. Khi mà check thì ra thấy có cái nguồn gốc nó xuất xứ từ nước nào hay nước nào đó thì mình cũng cảm thấy yên tâm một chút. Thì tôi hay mua những mặt hàng thực phẩm, ví dụ như thịt hay trái cây gì đó thì thường thì cũng vào những cái siêu thị lớn. Khi mà thấy cái hồi nghi về cái sản phẩm đó thì sẽ check mã vạch để tin tưởng hơn. Bên cạnh tem trái cây, tem chống giả, mã vạch trên tem cũng có thể dễ dàng làm nhái lại. Chỉ cần khách hàng chuẩn bị mẫu hoặc file thiết kế sẵn và cung cấp cho nhân viên cửa hàng, thì chỉ sau vài ngày là có thể nhận tem theo ý muốn. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề kiểm tra mã vạch sau khi in, thì nhân viên ở đây tiết lộ chỉ in được mã vạch thôi. Nếu dùng phần mềm để kiểm tra thì sẽ không hiện lên thông tin sản phẩm, trừ phi mã vạch này đã có giấy phép đăng ký từ cơ quan chức năng. Mẫu vạch thì em đưa cho chị thì em thôi. Dạ, thì nó giá nó vẫn tính theo cái này. Ừ. Dạ. Cái mẫu vạch là mình chỉ cần đưa ra là nó làm. Mẫu vạch của em là đưa lúc mẫu vạch là in được. Dạ. Em đưa mẫu vạch đưa thay cho chị, đưa thay gốc nha. Em đưa đại là nó không có định vị, nó không có vô được. À. Phải đưa đúng, nếu mà đưa vô máy bánh thì em phải đưa cái đúng mẫu vạch đó. Những tưởng phần mềm kiểm tra mã vạch là cứu cánh cho người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên hiện nay, nhiều gian thương đã qua mặt phần mềm quét mã vạch bằng cách tạo mã phản hồi nhanh QR code trên Internet, một loại mã mới tương tự như mã vạch truyền thống. Chỉ cần đăng nhập vào trang web hỗ trợ tạo mã vạch, sau đó cung cấp thông tin sản phẩm là có thể in ra loại mã vạch như ý muốn. Thay vì cung cấp thông tin của mình, thì gian thương lại sử dụng thông tin của một nhãn hàng uy tín trên thị trường để nhập vào trang web. Tại đây, trang web sẽ lưu lại và tạo ra một mã vạch mới theo đúng thông tin đã cung cấp. Sau cùng, chỉ cần sao chép mã vạch và in lên sản phẩm. Phóng viên đã thử dùng phương pháp này để tạo thử một mã vạch mới. Sau đó, chúng tôi in mã vạch ra giấy và dùng phần mềm kiểm tra mã vạch thì được phần mềm báo lại đầy đủ thông tin sản phẩm. Chính nhờ cách làm này, những mã vạch giả có thể in ra một cách thoải mái mà chẳng cần phải đăng ký hay được cấp phép từ cơ quan chức năng. Còn về phía người tiêu dùng, dù có cẩn thận dùng phần mềm quét mã vạch kiểm tra đi chăng nữa, cũng khó lòng mà phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Bằng những chiêu trò làm giả tem, mã vạch,
các gian thương đã biến nhiều loại trái cây rẻ tiền, mỹ phẩm, rượu, các mặt hàng nhập lậu khác thành hàng ngoại chính hãng, hàng chất lượng cao. Với phí in tem khá rẻ, chỉ cần vài trăm đồng thì một sản phẩm nhái đã đổi lốt thành hàng ngoại thành công. Đơn cử như trường hợp của táo, nếu một ký táo Trung Quốc trên thị trường giá chỉ 35.000 đồng, thì sau khi dán tem ngoại vào, ngay lập tức giá táo này được kéo lên bằng giá táo ngoại với giá hơn 200.000 đồng một ký, tức là cao gấp 7 lần so với vốn mà gian thương bỏ ra. Những trường hợp làm nhái các loại rượu ngoại, mỹ phẩm nước ngoài cũng tương tự như vậy. Số vốn bỏ ra tương đối ít nhưng thu lãi quá nhiều, nên những người bán đành nhắm mắt làm ngơ trước những quy định của pháp luật. Vậy pháp luật có những hình thức chế tài nào đối với những hành vi sai phạm? Cái người buôn bán mà có cái hành vi là sản xuất cái tem giả cũng như là cái nhãn bao bì giả thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với cái số tiền là từ 300.000 đồng đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu như cái hành vi làm giả cái tem giả, nhãn, bao bì mà liên quan đến cái sản phẩm đó là lương thực, thực phẩm thì cái hành vi này có thể bị xử phạt gấp đôi, có nghĩa là số tiền sẽ lên đến 60 triệu đồng. Thì ngoài cái việc bị xử phạt vi phạm hành chính, người ta có thể bị truy cứu cái trách nhiệm hình sự theo cái quy định tại điều 164 năm 2 của Bộ luật hình sự năm 1999 với cái tội danh là làm tem giả. Thì với cái khung hình phạt một cái tội này thì quy định là từ 6 tháng lên đến 7 năm tù. Sau đây là những thủ đoạn mà gian thương sử dụng trong việc in dán nhãn mác cho sản phẩm: sao chép, in tem nhãn hàng, sau đó dán vào bao bì, bề ngoài của mặt hàng kém chất lượng rồi thổi giá bằng hàng ngoại nhập chính hãng, làm giả nhái các loại tem chống giả để đánh lừa người tiêu dùng, biến hàng lậu, hàng giả thành hàng chính hãng nhập khẩu, đánh cắp thông tin của những nhãn hàng uy tín để in giả mã QR code để qua mặt phần mềm kiểm tra mã vạch. Về phía người tiêu dùng, chúng ta cần phải lưu ý mua những loại trái cây nước ngoài từ những cửa hàng nhập khẩu, siêu thị uy tín. Mua hàng nhập khẩu cần yêu cầu nơi bán cung cấp hóa đơn chứng từ của sản phẩm. Sản phẩm phải có tem nhập khẩu, nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tùy vào những loại tem chống giả, khi dùng đèn chuyên dụng soi vào sẽ phát quang và có ký hiệu riêng. Quan sát kỹ bao bì mẫu mã của sản phẩm khi mua sắm, bao bì phải sắc nét, tinh xảo. Nếu phát hiện bao bì nhòe màu, thiếu độ sắc nét, rất có thể sản phẩm này là hàng nhái. Thay vì chú trọng đến mã vạch, người tiêu dùng có thể yêu cầu cho kiểm tra thử chất lượng của sản phẩm trước khi mua. Tránh mua những mặt hàng xách tay, hàng nhập giá rẻ, trôi nổi ở những nơi bán thiếu tin cậy. Thưa quý vị, thật dễ dàng để biến một sản phẩm kém chất lượng trở thành một món hàng hiệu nhờ tem hay mã vạch giả. Chính vì vậy, không ít người tiêu dùng đã bị kẻ gian qua mắt và mua phải những mặt hàng không xứng với số tiền mà mình bỏ ra. Hy vọng với những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp cho quý vị cẩn trọng hơn khi mua hàng có dán tem hay mã vạch. Đào Duy xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ sẽ là những hình ảnh cho số phát sóng tuần sau. Mời quý vị cùng đón xem. Túi xách và giày da là mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Giờ đây khi đời sống ngày một cao thì nhu cầu mua sắm mặt hàng này cũng thay đổi. Người dân trở nên thích đồ hiệu xách tay hay hàng nhập khẩu hơn là hàng được sản xuất trong nước. Theo đó, thị trường túi xách, giày da cũng trở nên muôn hình vạn trạng. Vậy đâu là thủ đoạn của gian thương? Người tiêu dùng cần làm gì để mua đúng hàng chính hãng? Tất cả sẽ có trong thương trường muôn mặt. Đồ hiệu xách tay thật giả khó đoán, được phát sóng lúc 12:30 Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017 trên HTV9. Mời quý vị và các bạn đón xem.